vì nó lên men tự nhiên, tức là vi khuẩn có lợi cho em đúng. Không tin, em chưa được ăn không tin, không cần tin thôi. Nó giòn, cái mùi thính sau khi thấm vô lên men tự nhiên hơi chua chua, ngon. Thôi ăn đi đừng có tả nữa. Con ơi, con về sắp xếp cái này nè con. Sao con gấp cũng được. Thôi cái này cái bố cục của đầu bếp ta. Ủa vậy là cái đồ thua là không được ăn thiệt luôn à, không được đâu ăn thiệt đâu, ngồi nhìn đi cưng. Cái người ăn nó nói người tôi không nói cho tôi. Này nó sao nói nghe coi. Ủa cái bột bột ngoài này là tróe. Trời ơi. Tróe là miền Trung đó, Lai Dung là miền Tây ha. Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ thử một ít nem chua nè. Nem này là ta dùng làm từ cái thịt đầu và hoặc là lỗ tai á. Trong đây có thính. Lỗ tai nghe. Ủ cho nó chua lên. Tại vì nó lên men tự nhiên. Tức là vi khuẩn có lợi cho em. Em không tin, em chưa được ăn không tin. Không cần tin thôi. Thịt nó giòn. Cái mùi thính sau khi thấm vô lên men tự nhiên hơi chua chua. Ngon. Thôi ăn đi đừng có tả nữa. Con ơi con về sắp xếp cái này nè con. Sao con gấp cũng được. Thôi cái này cái bố cục của đầu bếp ta. Ủa vậy là cái đồ thua là không được ăn thiệt luôn à, không được đâu ăn thiệt đâu. Ngồi nhìn đi cưng. Cái người ăn nó nói người tôi không nói cho tôi. Này nó sao nói nghe coi. Ủa cái bột bột ngoài này là thính nữa con. Thế hả? Sao nó nghe cái mùi nó... Thính là làm từ gì biết không? Dạ không. Từ bột gạo. Từ gạo rang. Dạ hả? Nó rất là thơm chút. Đúng trời, thơm gạo rang lên nó vàng lên xong người ta giả nhuyễn ra, xay nhuyễn ra. Chị ơi em chưa ăn gì luôn á, chị chưa ăn sáng luôn chị Nga. Ăn mà nó bắt cái miệng mình luôn á. Đúng rồi. Bắt cái miệng là sao? Bắt cái miệng là ăn, phải ăn thử hoài. Rất là dai, đây là có da heo. Đúng. Thường thường em ăn ngoài là người ta có trộn cốc đồ hiêm là cái này không có ăn. Đúng rồi, cái này là đơn thuần á. Đơn thuần đúng không? Nhưng mà này trộn thêm nữa rất là ngon, nhưng mà ăn về thì nó sẽ nguyên thủy. Đúng rồi. Nó sẽ nghe được cái gì đậm đà của tróe, cái sự dai dai của những cái sợi da heo, cũng như là thịt mặn mặn, ngọt ngọt, và đặc biệt cắn đúng miếng tỏi, nó sẽ nồng cái lỗ mũi của mình, làm cho nó hòa quyện với nhau, mình có thể trị cảm được luôn. Chị Nga ơi, thế dù không được ăn thì cũng cho nước uống chén miệng này, chương trình không cho uống nước luôn. Có nước không à, Thiên Đường ẩm thực? Nước miếng á, chị tự nuốt thôi. Đúng rồi đó. Trời, thằng bé thật là thông minh. Trời đẹp, em có những cái món nem mà coi, em thích món nem mà nhất. Nem Lai Dung. Nem Lai Dung ở Đồng Tháp. Đúng rồi. Hát bài cái Đồng Tháp ơi. Em quên rồi. Lần nào em đi về quê mà đi diễn á, lúc nào em cũng ghé Sa Đéc hay là Đồng Tháp, em mua những cái nem này về tặng. Để em tặng cho mọi người. Thật ra em thích, rất thích nem của ở dưới quê. Ngon xuất sắc. Ăn rất là ngon và rất là giòn. Mà nó hơi chua chua. Đúng rồi. Mà nó có tiêu nữa, nó rất là thơm. Nói chung một chút, thật xin chương trình thêm một bên em về được không vậy? Không nha. Được. Đúng không? Thắng có quyền. Yeah. Em nghĩ mọi người ăn no cho tụi em cái mâm này đem về. Tụi em ăn trong tủi nhục mà. Mà chị cũng không cho, chị cũng xin về nữa. Thì cái chứ, bây giờ mới biết là cái sự đau khổ của mình là như thế nào. Đã ăn lén ăn lúc mà người ta không cho ăn nữa, chị nghĩ đi. Vừa rét lạnh của cái phim trường mà vừa đói, vừa lạnh lẽo mà lạnh vừa... của tình đồng nghiệp. Đây là gọi là thịt heo ngâm nước mắm là từ quán của tôi nè Lâm Khánh Chi. Dạ. À vậy hả? Anh đang đi qua quán anh hả? Đây mình sẽ mình sẽ dùng cái bánh tráng Đại Lộc. Bánh tráng này là mình nhúng nước xong để 30 giây mới cuốn được nha mọi người. Anh ơi, cái bánh tráng là phải bánh tráng quê anh không? Đúng rồi, Đại Lộc á. Đại Lộc là quê của anh Quỳnh. Ủa chị Nga đi đâu vậy chị Nga? Nga ơi đâu hả? Mình sẽ dùng cho bánh tráng Đại Lộc. Bánh tráng này là mình nhúng nước xong để 30 giây mới cuốn được nha mọi người. Đúng rồi. Đại Lộc là quê của anh. Ủa chị Nga đi đâu vậy chị Nga? Nga ơi đâu hả? Đội bên nhà hàng không có che chắn gì cho nhau. Đi đâu mà làm gì vậy? Tôi đâu hả? Tính đi ra trước coi đồ ăn coi sao nè. Chị sao nè, cầm bao bông ngồi hử chơi. Đây đây là mắm nêm cá cơm ở củ quán luôn nha. Không được, không được ăn. Tôi định cho bà ăn mà bà Lộc không cho. Dạ không cho. Chị Nga ơi, chị đừng vậy nữa. Bây giờ chúng ta lấy nè, nó lấy miếng rau nha. À khoan, trời ơi, quên. Cái gì vậy? Nói đùa. Đùa ăn riêng. Đây chúng ta lấy một ít rau ha.
Trời ơi chết. Chị ơi, chị Nga ơi, về đi chị Nga ơi. Đâu, chị đứng quá. Chị coi thôi. Sau đó chúng ta nếu thích thì bỏ bún. Còn nếu không thích thì không bỏ vậy thôi. Ủa chị ăn đâu ra vậy? Vì sao chúng ta phải ăn bánh tráng Đại Lộc? Vì sao? Vì sao? Nó dày. Nó mỏng ngon quá, nó mỏng và nó rất là dẻo. Nó is a beautiful. Hay quá. Ngon quá nha, hấp dẫn quá chết rồi. Chúng ta phải chấm vô đây. Chắc lên cân quá. Cứ chấm thoải mái, bởi vì mắm này mình pha vừa cho mọi người rồi nè, chấm vô đây. Cái thịt đó nó giòn, vì sao? Vì cái mỡ nó trong lại, nó ngâm nước mắm rồi. Ngon quá. Tụi mình á, cái gì mình phải có cái phong cách của mình chứ. Đúng rồi chị. Em điện thoại về quán em ship lại cái đồ ăn cho mình liền. Mình ra ngoài phim trường mình ngồi mình ăn luôn. Mà đâu ngăn ngược vậy nha. Đâu cho mà ship đồ ở ngoài vô được nha. Chứ nghĩ đi, tôi nhịn 3 ngày đến đây phim trường để hy vọng bữa ăn. À chị mà làm thua, mà chưa thua. Tôi đâu có biết là cái luật mà thua là không được ăn đâu. Ủa sao mình ăn dính tùm lum miệng vậy cứ? Quá ngon. Hả? Ngon sao nè? Ở đâu mà ai mà sáng tác một cái món quá ngon. Cảm ơn cái người mà suy nghĩ được cái món này mà để cho hậu thế về sau được món ăn quá xuất sắc. Thứ nhất là cái thịt nó hơi cứng cứng, nó không có mềm như thịt luộc. Đúng rồi. Nó sẽ mặn, mùi nước mắm nguyên chất. Nó giòn. Và đầy đủ các rau, đặc biệt á là cái mắm này nè. Đúng nó rồi. Có cái con cá luôn, nó còn bé cá luôn. Mình cắn mà trúng cái đầu bé cá, cái bụp cái rất là ngon, mặn mặn. Cảm ơn người rất là ngon. Nuốt xong đi rồi nói. Không ai mà vừa ăn vừa nói không nghe. Đúng rồi chị ơi. Kỳ sĩ kỳ quá. Kỳ quá. Nuốt cái giọng trong lại. Nè bà ăn mà sao không dính cái cằm này giùm. Cho chị nước uống. Nè chú mắm nêm đỡ nè. Sao? Thịt heo ngâm nước mắm rất là ngon, và ăn với bánh tráng ở Đài Lộc rất là ngon. Và cảm thấy là rất là ngon. Rồi hết. Trời sao chị vòng vòng trong một cái từ ngữ. Nói nè, nghe Lê Lộc nói nè. Ăn mắm không rất mặn nhưng mà chấm với cái này là bằng cái gọi là cái gì đó chú. Vừa ăn. Vừa ăn vừa phải. Dạ đúng rồi. Cái thịt heo trụ nó thấm nước mắm, nó ăn nó đã gì đâu luôn á. Chương trình không có cho mình ăn. Thôi chị ăn thịt em đi. Thưa các anh chị, nếu mà ăn vậy thì nó quá đơn giản đúng không? Đúng rồi. Hồi nãy là nay là từ ngoài Bắc nè. Mình vô tới miền Trung. Miền Trung nè. Thì bây giờ mình phải đi miền Tây. Người đâu? Anh ơi chưa thắng này mà. Từ từ. Người thắng luôn được ưu đãi, người thua thì em biết rồi. Những vấn đề bất hạnh. À, người đây. Người đây. Trời ơi, cái gì vậy? Kho quẹt chấm cơm cháy thôi. Cơm cháy chấm kho quẹt mọi người ơi. Trời ơi, sao nó thơm thế. Đỉnh cao. Cơm cháy kho quẹt. Mọi người để nè. Khi chúng ta cầm miếng cơm cháy ăn kho quẹt là chúng ta phải cầm miếng cơm cháy. Rồi. Lúng xuống. Xong vớt hàng. Quẹt nhẹ thôi anh ơi. Xích xác qua rồi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, bụng nó đói nó quặn. Nó bụng con tử quá. Trời ơi. Đây là thịt ba chỉ thấy không? Thịt ba chỉ mà nó có mỡ mà khi chúng ta làm kho quẹt á thì cái mỡ nó sẽ chảy ra và cái miếng thịt nó khô lại. Thịt ba chỉ á mình nấu lâu á mỡ nó tuôn ra, nó còn lại cái phần thịt và cái mỡ nó chảy nước rồi. Chảy nước rồi. Nó rất là giòn. Giòn, em thử coi. Sao thấy không? Ngon á. Anh ơi ngon quá anh ơi. Ngon sao nói rồi. Đây là đúng vị miền Tây luôn. Nên nó ngọt. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Cơm cháy nó